Năm nay iPhone 15 series, cái form thiết kế nó không khác mấy so với cả iPhone 14 series năm ngoái, đúng không nào? Tuy nhiên nếu mà chúng ta nhìn vào tiểu tiết ý, thì nó vẫn sẽ có một số những cái sự thay đổi. Ví dụ như là thiết kế thì cái phiên bản Pro và Pro Max nó sẽ có khung viền titan nhẹ hơn này, viền màn hình thì nó mỏng hơn này, nó có con chip Apple A17 Pro này, bộ nhớ trong tối thiểu của phiên bản Pro Max thì được nâng cấp lên thành 256GB này, có camera tele 5X, phần mềm tối ưu tốt hơn, có phím Action Button này. Cái này mới là cái hay này này, đấy là có cổng sạc Type-C. Đấy, đấy mới là cái điểm thú vị, đúng nào? Và năm nay với cái cổng sạc Type-C thì rõ ràng là chúng ta sẽ kỳ vọng là cái công suất sạc nó sẽ sạc nhanh hơn rồi. Mà thực ra là bây giờ là chưa bất kỳ thông tin gì về công suất sạc, rồi là về dung lượng pin và về RAM đâu nhá. Apple năm nào cũng thế, cũng để ngỏ cái khả năng này để làm gì ạ? Để cho anh em tự đi tìm hiểu. Đấy, nó bí mật thì nó mới vui chứ, đúng nào? Đấy, thế thì hôm nay chúng ta sẽ phân tích xem là trước đó Apple đã làm những cái điều gì, họ đã bỏ đi những cái gì, họ đã có những cái thay đổi như thế nào khiến cho người dùng cảm thấy bất ngờ. Bởi vì các bạn biết rồi đấy, Apple cũng rất là bảo thủ, đúng nào? Và khi mà họ chấp nhận bỏ cổng Lightning mà chuyển sang cổng Type-C thì là như thế nào rồi đấy. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Dương Dê. Thực ra ấy, là cái việc bỏ cổng Lightning để chuyển sang cổng Type-C là Apple đã bắt đầu làm trước ở trên iPad rồi. Các bạn thấy là iPad là trước kia là cũng sử dụng cổng Lightning, nhưng bây giờ là iPad là cũng chuyển sang sử dụng cổng Type-C hết rồi, đúng nào? Và trong tương lai nhé, biết đâu Apple sẽ dám làm cái khả năng đó là bỏ hẳn đi cổng sạc thì sao, đúng nào? Ô, không biết được đâu đấy. Và họ có thể là có thích cái giao thức kết nối không dây thì sao, ai biết được, đúng nào? Nhiều bạn thì nói là kiểu gì họ cũng sẽ phải để một cái cổng sạc để mà kết nối với cả máy tính nếu như điện thoại có vấn đề gì chẳng hạn. Đấy, nhưng mà mình nghĩ là trong tương lai công nghệ phát triển thì cái gì cũng có thể làm được hết. Rồi, tiếp tục nữa nào. Với cái việc đổi từ cổng Lightning sang cổng Type-C thì bây giờ chúng ta sẽ cảm thấy nó tiện lợi hơn. Đấy, chưa cần biết là công suất sạc là bao nhiêu, nhưng bây giờ chúng ta sẽ cảm thấy tiện lợi hơn nhé. Với cũng một cái sạc như thế, chúng ta có thể sạc được cho MacBook này, chúng ta có thể sạc được cho iPad này, chúng ta có thể sạc được cho iPhone này, đúng nào? Đều là cổng Type-C hết mà. Đấy, và sạc được cho cả các cái điện thoại Android của chúng ta nữa. Bây giờ nếu bạn nào sử dụng hai điện thoại thì chỉ cần mang mỗi cùng một củ sạc đi thôi, thế là được. Tiếp tục nữa nào, Apple bỏ đi jack cắm tai nghe 3.5. Bắt đầu từ iPhone 7 trở về đây là Apple bỏ hẳn đi cái jack cắm tai nghe 3.5. Thế lúc đầu mọi người kêu lên, bởi vì là cái hồi đấy tai nghe jack 3.5 nó vẫn đang cực kỳ thịnh hành. Nhưng chính vì việc Apple bỏ đi jack cắm tai nghe 3.5 thì nó đã khiến cho AirPods cực kỳ phát triển như bây giờ. Đấy, và bây giờ thì cái trào lưu tai nghe True Wireless là nó đã quá thịnh hành rồi, đúng nào? Và coi như là Apple đã khởi nguồn cho cái trào lưu này, và thậm chí là họ đang mở, nghĩa là họ đang giúp được rất nhiều công ty khác mở ra thêm đấy. Bây giờ rất nhiều công ty khác thậm chí họ còn chuyên về làm mỗi tai nghe True Wireless không thôi, đúng nào? Đấy, thì các bạn cảm thấy sao? Bỏ hộp phụ kiện để bảo vệ môi trường thì cái này thì thôi cũng nói quá nhiều rồi nhá. Đấy, nhưng mà khi mà Apple bỏ hộp phụ kiện đi thì mình buồn cười nhất là cái kiểu là ông Samsung ông ấy đăng status ở trên mạng xã hội, ông ấy cà khịa, nhưng cuối cùng là ông Samsung ông cũng bỏ đi luôn. Đó, được chưa? Rồi, cười người hôm trước không xong người cười đấy. Tiếp tục nữa nào, những cái gì mà Apple đã thay đổi nữa nào. Ngày xưa khi mà dùng điện thoại iPhone, chúng ta chỉ cần nhìn vào cái phần mặt trước của nó thôi là chúng ta đã biết được là đây là cái iPhone rồi. Bởi vì là nó có phím home huyền thoại. Ví dụ, ngày trước những cái hãng điện thoại, ví dụ như là ông Samsung chẳng hạn, các bạn biết là ông ấy có cái chữ Samsung to tướng ở phía trước để mà nhận diện thương hiệu. Hay là ông Nokia cũng thế, có cái chữ Nokia to tướng ở phía trước luôn. Hay là ông HTC cũng thế, cũng có cái logo HTC ở mặt trước nhá, chứ không phải mặt sau đâu nhá. Mặt sau không nói gì, nhưng ông thêm ở mặt trước luôn. Nhưng riêng ông iPhone chưa bao giờ ông ấy thêm logo ở phía mặt trước cả, mà chỉ cần nhìn thấy mặt trước thôi là chúng ta đã biết được là đấy là cái iPhone rồi. Sau khi iPhone bỏ đi cái phím home huyền thoại đó thì họ chuyển sang Face ID, và lúc đó chúng ta sẽ có cái thiết kế tai thỏ, và chính cái tai thỏ đó nó là nhận diện thương hiệu của iPhone. Và sau đó thì rất nhiều hãng điện thoại Android, kể cả hãng lớn như là Xiaomi nhá, ông làm luôn con Xiaomi Mi 8 có cái tai thỏ kia, đúng nào? Hay là rất nhiều những hãng khác họ còn cố làm cái camera giả để có được cái Face ID, nghĩa là để có được cái màn hình tai thỏ kiểu như là Apple. Nhưng cái điểm mà mình muốn nói đây là gì? Đấy là kể cả Apple có bỏ cái phím home huyền thoại sang tai thỏ, hoặc là sau này họ
bỏ cái tai thỏ để chuyển hoàn toàn sang cái màn hình viên thuốc như bây giờ, thì đó là cái điểm nhận diện thương hiệu ở phía mặt trước của iPhone. Chỉ cần nhìn vào là biết được là đấy là iPhone và không cần phải vẽ cái logo ở phía mặt trước. Đấy, đấy là cái mà họ đang làm đấy. Và bây giờ cũng thế đấy, các bạn thấy đấy, Apple đã bỏ hoàn toàn đi cái màn hình tai thỏ rồi và thay vào đó là 100% là màn hình viên thuốc rồi. Đúng nào? Đấy, iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro và 15 Pro, Pro Max là màn hình viên thuốc. Tất nhiên Apple không phải là hãng đầu tiên làm màn hình viên thuốc. Chắc chắn luôn rồi. Các bạn thấy đấy, ngày xưa là Galaxy S10 Plus là cũng có màn hình viên thuốc, tất nhiên viên thuốc nó sẽ đặt lệch hơn, hay là những cái hãng điện thoại Android khác là họ cũng có viên thuốc đặt ở chính giữa rồi. Nhưng cái vấn đề đây là gì? Đấy là khi mà cái số lượng iPhone nó bán ra nó quá lớn, nó quá khủng khiếp như thế thì tự nhiên nó thành cái nhận diện thương hiệu của nó cơ. Chứ không là nhiều bạn lại tranh cãi các bạn, ôi rồi ông Apple đâu phải là ông làm đầu tiên. Không, không cần phải tranh cãi ông nào làm đầu tiên. Chỉ cần tranh cãi xem là ông nào ông ấy làm nhận diện thương hiệu tốt hơn thôi, ông nào làm trước thôi. Đúng nào? Hay giống nhiều là ngày xưa ấy, ông Sony là cái ông mà ông ấy khởi nguồn cho cái trào lưu là làm kháng nước kháng bụi đấy. Nhưng mà cuối cùng sau này kháng nước kháng bụi tốt nhất vẫn là iPhone. Các bạn cứ thử mà xem. Apple đã bỏ đi cái gì ạ? Apple đã sẵn sàng bỏ đi thiết kế mặt lưng bằng kim loại để chuyển hoàn toàn sang thiết kế mặt lưng bằng kính. Và sau đó thì họ bán được sạc không dây, bán được sạc MagSafe. Thế mới hay ý. Rồi, và đối với thị trường Mỹ thì thậm chí là bây giờ bỏ hẳn được khay SIM đi luôn rồi. Ngày xưa ai dám nghĩ là dám bỏ khay SIM, đúng không nào? Bây giờ là bỏ hẳn đi khay SIM rồi. Và thị trường Mỹ là dùng eSIM rồi. Còn những cái bỏ khác, ví dụ như ngày xưa Apple có 3D Touch cho iPhone 6S và 6S Plus, thì sau này thì họ bỏ đi. Nhưng mà cái đó thì mình không quá quan tâm lắm. Mình chỉ quan tâm tới những cái nào mà nó lớn với nó khiến cho người dùng cảm thấy là nó thay đổi hẳn thôi. Tóm lại là Apple đã bỏ đi rất là nhiều thứ và thay thế vào đó rất là nhiều những thứ khác. Ví dụ như là bỏ cổng Lightning để chuyển sang cổng Type-C này, bỏ jack cắm tai nghe 3.5, bỏ hộp phụ kiện, bỏ phím home điện thoại để chuyển sang Face ID, bỏ form thiết kế thông thường để chuyển sang tai thỏ, bỏ tai thỏ để chuyển sang viên thuốc, bỏ thiết kế mặt lưng kim loại để chuyển sang mặt lưng kính và bỏ khay SIM cho thị trường Mỹ. Và khả năng sắp tới nhá, có thể cái việc bỏ khay SIM này sẽ dành cho nhiều thị trường hơn chứ không riêng gì Mỹ đâu. Đấy, biết đâu Việt Nam lại có ra, đúng là tương lai đấy. Và thậm chí là có thể bỏ luôn cả cổng sạc. Đấy, một cái mà mình nghĩ là tương lai không điều gì là không thể cả, đúng nào. Các bạn cảm thấy sao? Hãy để lại comment cho mình biết nhé. Và nếu mà các bạn muốn tham khảo nhận thông tin trước về những cái dòng sản phẩm iPhone đời mới nhất bây giờ, gồm iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro và 15 Pro Max, các bạn có thể tham khảo qua tại website của Cellphone.net qua đường link mà mình đã để phía dưới phần ghim comment cũng như là phần mô tả video này. Cellphone.net hiện tại đang là đơn vị đại lý ủy quyền chính hãng của Apple tại Việt Nam. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dây. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.